Hello các anh em, thả tim, chúc sức khỏe các anh em. Và theo như dự báo thời tiết thì khoảng hơn một tuần nữa thôi là cái lạnh nó đang tràn về đó. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là sẽ phải trang bị sẵn sàng những cái mùi hương nào mà nó ngọt ngào, nó thu hút để có thể sử dụng một cách linh hoạt trong cái mùa đông đang tới đây. Do đó trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa sử dụng rất là ok, rất là thơm, rất là thu hút, ghi điểm rất là cao trong mùa đông đang tới đây. Và nếu như các bạn lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để có thể giúp mình chia sẻ được nhiều hơn về thế giới mùi hương. Còn bây giờ các anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, ở vị số 10 là một sản phẩm của nhà Issey Miyake. Nhà nước hoa này thực sự là ra khá nhiều chai nước hoa và đôi khi phải gọi là sản phẩm có những cái mùi hương nhạt nhòa. Thế nhưng trong cái vũ trụ nhạt nhòa đấy thì có một chai nước hoa mình đánh giá rằng nó nổi trội lên hơn hẳn so với phần còn lại, và đó là chai nước hoa Nu Issey. Đây là một cái mùi hương mình đánh giá rất là cao, thực sự rất là cao luôn. Khi mà lần đầu tiên mình xịt thì mình không có quá nhiều ấn tượng, nhưng mà đến bây giờ thì mình lại cảm thấy mình may mắn sở hữu chai nước hoa này với cái mùi hương của hoắc hương, của một chút ngọt đó rất là ấn tượng. Không có quá nhiều mùi hương ở phân khúc phổ thông có cái mùi đựng hàng với chai nước hoa này. Do vậy, Nu Issey của nhà Issey Miyake mình đánh giá rất là cao và nó sẽ là ở vị trí số 10 trong cái list này của mình đó. Ở vị trí số 9 đó là một sản phẩm của nhà Maisons Margiela và nó có tên By the Fireplace. Như mình vẫn nói, đây là một mùi hương nó luôn làm mình nhớ đến những cái buổi đêm lạnh ở trên Sapa. Khi có lần mình lên và khi mình đi ra ngoài ở những cái quán người ta bán những cái hạt dẻ nướng ấy, và mình nhớ cái hồi đấy mình lên và mình ngồi cạnh và mình hít hà cái mùi hạt dẻ nướng nó thơm, nó hơi bị cháy của gỗ, thì cái mùi By the Fireplace nó không khác gì với cái cảm giác đấy của mình. Đây, bản chai nước hoa này của mình là bản mới đấy. Hôm trước mình xịt mình cảm giác rằng hình như là nó có một chút reform mùi, nhưng mà cá nhân mình lúc đầu thì mình lại thấy không thích, nhưng về sau mình lại thấy thích hơn bản cũ. Bởi vì nó thế nào nhỉ, một chút ngậy, nó vẫn giữ cái tông thơm mà hơi thu hút, nhưng nó thêm cái độ ngậy của mùi hương, và mình cảm thấy rằng nó hay hơn so với hồi lâu mình xịt thử đó. Mặc dù sao có chuyện reform mùi hay không thì mình không biết, đại loại rằng đây là một mùi hương rất là thú vị sử dụng trong mùa đông đó, với cái mùi của gỗ cháy, của một chút thơm của một cái quả vỏ gì đấy khi mình nướng, rất là thú vị. By the Fireplace ở vị trí số 9. Ở vị số 8 đó là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali và nó có tên Herod. Đối với mình, đây là một chai nước hoa thuốc lá xuất sắc nhất trong cái line thuốc lá, ví dụ như bộ collection về thuốc lá chẳng hạn, thì Herod mình đánh giá rằng xuất sắc nhất về cái độ linh hoạt, về cái độ thu hút của mùi hương. Khi mà các anh em xịt vào cái ngày lạnh, trời kiểu mùa đông gió rít lên và có thể là mưa phùn hơi lây phây một chút, thì cái vị ngọt của Herod nó giống như kiểu là làm ấm lòng mình lại đó. Nó giống như kiểu là một cái gì đấy mình hít vào mình cảm thấy nó ấm con người mình lại đó, mình không cảm thấy lạnh buốt trong không khí của mùa đông. Đấy là những cái gì mình thích về mùi hương chai nước hoa này. Tất nhiên thì mỗi người một cảm xúc, mỗi người một cảm nhận. Còn đối với mình, như mình vẫn nói, Herod là chai nước hoa thuốc lá mình thấy ưng nhất trong bộ collection thuốc lá đó của sản phẩm của nhà Parfum de Mali. Ở vị trí số 7, đây là một chai nước hoa mình mới sở hữu, Chemical, và nó có tên là Mankind Herod. Các anh em đừng hy vọng gì ở đây là một mùi hương có thể gọi là bá đạo, một mùi hương không đụng hàng hay là một cái gì đấy nó quá là vĩ đại, nó quá lớn lao. Đây là một mùi hương hết sức là đơn giản đó. Khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy nó hết sức là bình thường, nhưng sau khoảng dry down khoảng một tiếng đồng hồ thì nói thật mình thấy rất là thích cái mùi hương chai nước hoa này. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là hợp với môi trường đi làm trong mùa đông. Và mình nhắc lại, đây không phải là một mùi hương nó có một cái gì đấy nó to lớn, một cái gì đấy nó khác biệt so với phần còn lại, hoàn toàn không phải như thế. Nó hết sức bình thường, nhưng đôi khi những cái bình thường
nó lại là một cái thú vị. Và ở vị trí số 1987, Mankind Hero của nhà Kenneth Cole. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Bulgari và nó có tên là Ud Nerali. Chai nước hoa này gây khá nhiều tranh cãi, có những người thích và có những người không thích. Nhưng khi xịt vào mùa đông, mình nghĩ rằng các anh em sẽ có một cái cảm nhận nó khác hẳn hoàn toàn. Vẫn là cái tông gỗ kết hợp với Nerali và cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này rất là tốt. Xịt vào mùa lạnh, mình nghĩ rằng chai này phải được trên tầm trên 10 giờ, 10 tiếng. Nếu như mà cơ địa tốt và cái mùi hương thơm của hoa Nerali kết hợp với cái tông gỗ lẫn cùng trong cái không khí lạnh của mùa đông, rất là ok. Do vậy, mình nghĩ rằng các anh em nào nếu như có một cái ấn tượng không được tốt đẹp về chai nước hoa này, chúng ta hãy mở lòng ra thử lại vào mùa đông, biết đâu chúng ta lại thấy thích chai nước hoa này. Ud Nerali ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, sản phẩm của nhà Roberto Cavalli mà nó có tên Uomo. Chai nước hoa này là một sự kết hợp giữa mật ong, giữa saffron và một chút ngọt. Mùi rất là đậm ngọt đó, nhưng mà nó không ngấy nhé. Các anh em thường nghĩ rằng những cái chai nước hoa mùi ngọt thì thông thường chúng ta ngửi xong một lúc ấy, chúng ta cảm thấy nó hơi cảm giác nó hơi ngấy, cảm giác nó hơi nó kiểu nó quá ngọt ấy, nó khiến chúng ta khó chịu. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì khi mà chúng ta mới xịt, chúng ta sẽ thấy một cái vị ngọt, nhưng sau đó một chút hơi phân phấn của saffron, của nghệ tây nó quyện vào và mùi hương. Nói chung mình đánh giá rằng đây là một trong những sự lựa chọn tốt sử dụng trong mùa đông, đó sản phẩm của nhà Roberto Cavalli Uomo. Mình rất thích chai nước hoa này, cái design của chai nước hoa này đẹp phê, nhìn rất là đẹp. Ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Paris Monte Carlo và nó có tên Santa du Pacific. Đây là một mùi hương gỗ mình đánh giá rất là cao, khi nhất là cái open note của chai nước hoa này rất là thú vị nhé. Nó vẫn là tông gỗ thế nhưng mà nó mix cùng một chút với hương hoa floral, ngửi nó rất là, nói chung rất là lạ. Nó gây một cảm giác tò mò cho người mới xịt. Đó là mình không biết là các anh em như nào, nhưng đối với mình khi mình mới xịt thì cảm giác mình rất là tò mò về mùi hương chai nước hoa này. Cái open note của nó rất là lạ. Đó, nó rất là lạ luôn ấy. Và nó gây giống như kiểu là một cái muốn biết xem là 30 phút nữa mày sẽ như thế nào, 1 tiếng nữa mày sẽ như thế nào. Đấy là cảm nhận của mình về chai nước hoa này. Và mình nghĩ rằng anh em nào đang tìm một mùi hương tông gỗ thì Santa du Pacific rất là ok, chai nước hoa này. Đó. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Dior và nó có tên Spice Blend. Anh em có nhìn thấy không? Đó, em nói đấy, ok. Đây là một mùi hương có nét tương đồng với Spice Bomb. Không biết là mình có để đây không nhỉ? Chắc là mình để đâu rồi, ok. Spice Bomb của nhà Victor & Robert. Mình vừa mới xịt, nhưng nó có một cái độ đậm hơn, độ dày mùi hơn. Đó. Nếu như mà ở Spice Bomb thì nó một dạng kiểu cay nồng nhẹ nhàng, cay nồng tươi. Thì ở chai nước hoa này cảm giác mùi nó sâu hơn và nó dày hơn. Nó vẫn là một cái tông mùi cay nồng, nhưng ở chai nước hoa này nó dày và nó sâu lắng hơn. Rất thích hợp, rất thích hợp trong mùa đông. Rất là đa dụng, các anh em có thể sử dụng vào mọi dịp, mọi chiến trường chiến đấu, không thành vấn đề. Do vậy, Dior Spice Blend mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 2 lại là một sản phẩm của nhà Dior. Dior Homer Intense. Trong cái line nhà Dior thì mình đánh giá Dior Intense là cao nhất. Có thể là mọi người sẽ thấy thích Dior Homer Perfume hơn. Thì thật ra bản Perfume cũng rất là xuất sắc, nhưng nó kén người dùng hơn, nó bị giới hạn người dùng hơn. Còn với Dior Homer Intense thì đã là một cái câu chuyện khác. Chúng ta nếu như mà thích một cái tông mùi ngọt chẳng hạn đó, và thậm chí nó hơi kết hợp với một chút phấn để nó làm sao nó hơi gợi mở lên một cái gì đấy, nó hơi nó gọi thế nào nhỉ, nó hơi lẳng lơ của một gã đàn ông đó, một chút sexy thì Dior Homme Intense rất thích hợp. Thực sự mà nói thì mình rất thích xài chai này vào những cái đêm Noel ấy đó,
Mình không hiểu tại sao nhưng vào những đêm Noel mình rất thích xịt mùi hương của Dior Homme Intense. Với cái lạnh kiểu những cái tầm Noel ấy, lạnh buốt, bắt đầu lúc đấy mình xịt, mình cảm thấy rất là phê, rất là phê luôn đó. Nhưng nói đi nói lại, đây vẫn là một sự lựa chọn rất là tốt trong nước hoa mùa đông. Và cuối cùng, sản phẩm của nhà Giorgio Armani, Armani Code Profumo. Đây là một mùi hương mình đánh giá rằng nếu trong cái line Armani Code, đây là một mùi hương bản này là bản xuất sắc nhất. Đó, mặc dù nó ra rất nhiều những phiên bản flanker, nhưng đối với mình Armani Code Profumo không nói nhiều. Với cái tông mùi ngọt ngào, thu hút, một cái gì đấy rất là chất đàn ông, vừa có một cái gì đấy cổ điển, vừa có một cái gì đấy thu hút. Đó, nó không hề gây một cảm giác nhàm chán khi mà ngửi. Anh em nào nếu mà thích một chai nước hoa mùa đông, chỉ cần một chai và đa dụng, Armani Code Profumo là cái sự gợi ý mình muốn gợi ý cho các anh em, dành đến cho các anh em. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa mà các anh em nên sẵn sàng chuẩn bị cho mùa đông đang tới. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.